khó nhất là những con ốc bị han gì các gen ăn khớp với nhau rất khó để có thể tháo được nếu như bạn không sử dụng đúng cách và đúng dụng cụ ở trong video trên sử dụng loại đầu vận ngược trong các dụng cụ hiện nay đây là dụng cụ tốn công và có hiệu quả nhất